Hello, Hi, con mở cao lên đi. sao? Yeah. À rồi, được rồi. Camera ấy. Sao nay mà muộn thế?
Rất là muộn rồi. Quên à? Dạ. Ok, lần sau là nhớ đặt đồng hồ nha. Nào, nào. Dạ. Ok, cô đã nhận được bài của Bông rồi. Vậy thì bây giờ Bông nhìn vào đây và Bông đọc lại cho cô các cái từ của ngày hôm trước được không? Dạ. Ok. Lần What are sau. Yes. Henry. Dink. Apple. Banana. And biscuit. À, biscuits. Ok. Chú ý ở những cái chỗ này cho cô này. Lunch. 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 Và khi con đọc, cho dù con đọc hai từ thì con vẫn phải thêm vào cho cô này. Lunch box. Lunch box. Lunch box. Lunch box. Ừ, không, không phải lunch đâu mà lunch. Lunch. Lunch, lunch. Box. Lunch box. Good. Sandwich. Sandwich. Ừ, đúng rồi. Con thấy không? Chữ CH này. Chữ CH này này, giống nhau đó. Lunch, sandwich. Lunch, sandwich. Good. Có phải là không là ding, mà nó còn có chữ R mà. Mình sửa lại xem nào. Drink. 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 Nó phải có drink. Âm R, âm rung ở đấy nha. Ok, that's good. Còn ba câu từ đúng rồi. Không. Đúng rồi, mình không có âm rung là mình bị sai. Phải sửa. Ok, thì về nhà đã xem lại với cái video này chưa? Rồi. Ừ, bây giờ cô sẽ bật lại một lần và sau đó chúng ta sẽ đi tập tiếp nhé. It's lunchtime. Get your lunch boxes. Oh no! I haven't got my lunch box. I've got two sandwiches and two drinks. Here you are. Thank you, Tim. I've got an apple and I've got a banana. Choose one. Thanks. The apple, please. Look, now I've got 10 sandwiches and 6 drinks. Please share my lunch. Okay. Ông. Rồi mình sẽ đến với Trang nha. Con không chuẩn xem lại thì bị đơ. Ồ vẽ hả? Nhưng mà giờ con nhìn thấy bức tranh số 1 chưa? Nhìn thấy bức tranh đầu tiên chưa nè? Ok. Nhưng mà hồi nãy vẫn nghe đúng không? Con có xem lại video không? Yeah. Xem lại ok, cô cho xem lại nha. Thấy chưa? Thấy cái video cho màu đen đen chưa? No. Lần sau nếu bị đơ thì nói sớm sớm cho cô nha. It's lunch time. Get your lunch boxes. Oh no. I haven't got my lunch box. I've got two sandwiches and two. Here you are. Rồi. Thank you, Tim. Còn lại đơ tiếp rồi hả? What happened? Thế hiện tại con đang nhìn thấy hình gì trên màn hình nè? Có mấy người trên màn hình? Có mấy người trên màn hình. Ừ. Trong hình có mấy người nè? Trong hình cũng con chùa cũng 4 người. 4 người luôn á? Mà mặc không đơ. Ok, rồi vậy thì chúng ta sẽ không xem video nữa mà chúng ta sẽ chuyển sang đọc hình nha. Bây giờ con đã nhìn thấy bức hình quen thuộc của mình chưa? Ừ. It's rồi. Lunch. It's lunch time. It's lunch time. Mm. It's lunch time. It's lunch time. Yes, tiếp theo nào. Get your. Get your lunch book. Số nhiều. Hôm trước cô dạy rồi. Lunch books. No, no. Lunch boxes. Lunch
boxes. Quên rồi đó. Lunch. Boxes. Đó, thêm es vào. Lunch. Đã có tiền dấu nữa. Đây là tiền dấu. Lunch boxes. Lunch boxes. It's lunch time. Get your lunch boxes. Get your lunch boxes. Okay, from the beginning, từ đầu luôn chứ. It's lunch time. Get your lunch boxes. It's lunch time. It's the get your lunch box. Chưa được. Nghe rõ. Lunch box. It's lunch time. Get your lunch boxes. Boxes. Can you say that? Again. It's lunch time. Yep. Trời ơi, cái bức tranh này ngày hôm trước đã học nhuần nhuyễn luôn rồi. Về nhà có không đọc lại cái này à? Có. Có sao lại quên? Sao bạn ấy quên nhanh đây? Get your get your lunch boxes. Lunch boxes. Con chỉ cần xem chữ viết nha. Con thêm nhiều lắm đấy. Oh no, I haven't got my lunch box. I haven't got my lunch box. 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 Again, lại từ đầu nè. It's lunch box. No. It's lunch. Is lunch it's lunch time. It's lunch time. It's lunch time. Nhìn vào chữ nha. Lúc đọc là nhìn vào chữ chứ không có nhìn đi lung tung. Con mà nhìn nó như thế này làm sao mà con nhớ it's, được. It's lunch time. Time. Thời gian này, chữ thời gian mình học rồi mà. Time. Time. It's lunch time. Tiếp tục. Get the lunch box. Box is. Nối liền vào, không đọc box is mà là boxes. Again, lại nữa. Đúng rồi, chưa đọc được mà. Nào, ok. It's lunch time. Yep. Get it's lunch time. Get your lunch lunch box is. Nối vào lunch boxes. Lunch boxes. Lunch boxes. Again, lại nữa. Cô viết liền mà con đọc cách là con đọc sai rồi. Không sao cả, từ 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 thôi. Now, okay, again. It's lunch time. Get your lunch boxes. Tiếp tục. Oh no, I have my lunch box. Con đọc lại chỗ này cho con nghe để bạn tự nhiên bạn lát con không nghe được ấy. I. Yeah. I have got my lunch box. Good. Đó, tốt hơn rồi đó. Đúng hết rồi đó.
Okay, Bom, nhìn này, vậy thì một cái thì mình đọc là lunch box. Nhiều cái thì mình đọc là lunch boxes. Thế thôi, đâu có gì khác, đâu nhiều đâu. Nha. Yeah. Con in là con nhớ người thế này cho con. Ok, rồi, để về cô sẽ chụp lại cái này về cho con tự luyện thêm một lần nữa, ok? Rồi, next one. Tiếp tục với cảnh thứ hai. Và bạn Tim đã nói gì này? Bây giờ chỗ này nè, con nhìn thấy chữ I, xong người ta phẩy cho mình một chữ VE không? Thì đây là cái từ viết tắt của I have got. Hồi nãy là tôi không có là I haven't got, đúng không? I haven't got my lunch box. Bạn ấy quên hộp ăn trưa nên bạn ấy nói thế. Nhưng mà bạn thì bạn có thì bạn sẽ nói như sau. I've got two gì đây? I've got two. Bình thường một cái sandwich là mình đọc là sandwich. Mà hai cái sandwich trở lên thì mình sẽ đọc là sandwiches. Sandwiches. Giống như là lunch boxes. Đó, mình cũng thêm es và mình đọc là đó. I got two sandwiches and two drinks. Drinks, lúc này drinks là số nhiều nha, thêm s vào. Drinks. Và chỗ này là của bạn đây. Here you are của bạn đây. Đó, cho bạn đó. Và khi mình nhận được bạn bè cho mình như thế thì mình phải nói gì nhỉ? Mình không mang đồ ăn mà bạn mình cho mình cảm ơn. Thank you, team. Cảm ơn, team. Ok, bây giờ mình sẽ thử nhé. Nào Bông, thử với cô nào. I forgot. Chưa. Đã bảo là đợi cô đọc mà sao cứ lại cứ thích đọc trước nhỉ? Đọc trước con hú đâu. I forgot. Two sandwiches. Là số mấy? Two sandwiches. And two drinks. Lại gần một chút nào, ngồi lại gần một xíu. Cô nghe nó bị hơi hơi khó ấy. Không cần phải gần quá như hồi nãy đâu. Gần lại một chút là được. Con để ngồi thẳng ghế đi, đừng dựa. Nghĩa là con ngồi thẳng lưng, con đừng dựa vào đằng sau là được. Không cần ngồi gần quá. Ngồi, tại vì nếu mà con ngồi như thế này là cô nghe không được này. Đấy. Two drinks. No, thêm S là nè. Two drinks. Vẫn là cờ nhưng mà thêm sờ vào. Drinks. Okay. Yeah, drink. Không phải đọc như bây giờ. Drink. Thế là thêm thêm vào nè. Drinks. Okay, better. Rồi tiếp tục nè. Here you are. Âm lưỡi lên nào. Here you are. Đúng rồi, chữ A con đọc con lưỡi. Thì chữ here mình cũng đọc con lưỡi này. Here. Âm lưỡi chưa? Here. 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 À,
Here you are. Here you are. Rồi, đọc lại từ đầu nhé. I've got two sandwiches. I've got two sandwiches. And two drinks. And two drinks. Here you are. Here you are. Okay, làm nó dài hơn xíu nữa này. I've got two sandwiches and two drinks. Rồi lại con nghe nói không rõ. I've got two sandwiches and two drinks. Have got two sandwiches and two drinks. Yes. Here you are. Here you are. Lại lần nữa nha. Yeah. I've got two sandwiches and two drinks. I have got two sandwiches and two drinks. Again, lại nữa nè. Cái chỗ này bỏ đừng quên với chữ R của cô đi chứ. I've got two sandwiches and two drinks. Drinks. Have got two sandwiches and two drinks. Đó, lại thiếu đấy. Đúng rồi, đó. Tại vì nó có hai đồ uống cơ mà. Here you are. Here you are. Ok, con tự đọc lại một lần nữa thử xem nào. Have got two. I've got. Lưu ý, đọc lại nè. I've got two sandwiches. Sandwiches and two drinks. I used to say with the raw. Tự đọc lại. Không cần cô nhắc nữa. Yeah. Drinks. Cô uống thuốc cái gì đấy cô? Uống thuốc. Ông thức tăng tự hào quá. Xong rồi. I've got two sandwiches and two drinks. Lại nè. I've got two sandwiches. I've got two sandwiches. And two drinks. And two drinks. Here you are. Here you are. Thank you, team. Thank you, team. Team. Yes, tên của bạn có chữ M của ấy. Team. Team giống như tiếng Việt ấy. Bạn team. Đúng không? Chim. Nào, bên tóc lên. Tóc bay vào mặt rồi. Nào, lại nữa nha. I've got two sandwiches and two drinks. I've got two sandwiches and two drinks. Okay, chấp nhận nha. Here you are. Here you are. Các tự đọc cái này nào. Thank you, team. Good. Đó, dễ đó. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào bước tranh số 3 nè. Number 3.
diễn cảm á, mà con không cần đặt từ diễn cảm. Rồi cô, ố tự nhiên nó biến mất. Nào bây giờ nó Thì mà cái đấy đi thôi đấy ta. rồi, đợi chút, nó là như thế này đây. Mà sao cô lại viết hai quả táo một quả thôi? Đó thì cô viết một quả táo, cô viết một quả táo mà đợi chút, nhưng mà nó đang bị lệch. Apple banana. Apple banana. Cô Ok, nào con nhìn vào đây này, bạn ấy đang nói này, I've got tiếp này, thấy không? Bạn Tim thì có cô hai cái switch, hai cái mẹ cô làm cái con thơ đọc, nhưng mà con sai chỗ nào cô sửa không được. Ok, cái này dễ cho con đọc. Ok, bắt đầu đi. An apple. And I forgot a banana. Rồi, tiếp theo đến từ này của bài nha. Choose. Choose. One. One. Choose là động từ. Chọn. Choose. Chúng ta tu cơ mà nói khác. Tu. Tờ u tu. Choose nghĩa là chọn. Vậy thì chọn ở đây một quả chuối và một quả táo thì bạn ấy được chọn mấy quả? Một. Choose one. Chọn một đi. Tiếp tục. Lúc này không phải từ thank you nữa mà nó đã đổi này. Bình thường mình nói là thank you là cảm ơn bạn, đúng không? Cảm ơn bạn. Thank you. Còn nếu thanks mà có s, mà đã nếu mấy nhà lưu ý cho cô này, thanks mà có s thì nó có nghĩa là cảm ơn nhiều, không được thêm chữ you vào nữa nha. Đó. Rồi, và tiếp theo là chữ please. Please này thì bình thường khi mà mình dịch ra thì nó có nghĩa là làm ơn, nhưng đôi khi kiểu mình thêm vào cho nó lịch sự, giống như là thay vì mình nói là nếu mà con nói là ví dụ như là open the book, là mở sách ra. Còn nếu mà mình nói là open the book please, hãy mở sách ra, làm ơn hãy mở sách ra, nghĩa là mình nói nó lịch sự và nhẹ nhàng hơn một chút. Đó. Khi mà mình nhờ hoặc mình xin người khác thì mình sẽ hay thêm chữ please và đằng sau, nghĩa là một cách vui lòng. Đấy, để cho người ta thấy là mình lịch sự. Ok, nào, lại một lần nữa nhé. Rồi. I've got an apple. Đó. Nhưng mà con quên chữ gì con nhắc chữ đó. Ok, con đọc đi. I have got an apple and I have got a banana. Two, one. Nào, lưu ý choose, choose là có chữ Z ở cuối á. Choose one. Choose one. Tiếp tục xuống dưới nè. Thanks. 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 Đó. The apple, please. Apple, please. The, thấy chữ the không? The apple, please. Vậy là cũng có chữ Z ở cuối nè. Please. Oh, chữ đó giống apple, vẫn là apple sao? Apple đó. Nào, ok, lại lần nữa. Thanks. Thanks. The apple, please. The apple, please. Ở đâu không phải phờ nhé. Apple, apple. Please, please. Phờ nhé, âm phờ, phờ, bật hơi ra luôn. Thanks, the apple, please. The apple, please. Please, please. Please. Thanks, nhớ S nè. Nếu thanks không có S thì phải thêm chữ you. Còn nếu không thêm chữ S rồi thì không cần you nữa. Lưu ý nha. Thanks và thank you. Nó khác nhau đấy. Thank you. Đây nè, thanks. 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 Ok, con tự đọc lại lần nữa nào. Ok, again. I
I forgot an apple and I forgot a banana. Choose one. Hide the apple. Please. Yes, khá là đúng. Tuy nhiên, bị thiếu mất một chỗ. Đó là thanks. Đó, thiếu cái âm đó. Ok, nhưng mà cái bước này nó có vẻ tốt hơn những bước khác nhiều luôn ý. Ông muốn nói lại lần nữa không? Hi. I forgot an apple and I forgot a banana. Choose one. Thanks. The apple. Please. Good. Please. Mạnh hơn xíu nữa nào. Please. Please. Yes. Tiếp tục. Oh, và cuối cùng bạn này có gì đây? Một nhìn nè. 10 sandwiches. Sandwiches. Đúng rồi. Look, nhìn nè. Và six strings. Please, bây giờ lại tiếp tục please. Hãy chia sẻ. Share. Những cái từ mà cô cho ghi nhớ này là về cũng phải ghi vào nha, chia sẻ. Đọc cho cô hai từ này trước nào. Look. Look. Đã học rồi đúng không? Tiếp theo, share. Share. Con lưỡi. Share. Nó giống giống chữ she á. She. She is my, she is gì đó. Thì ở đây là share và cong lưỡi cả cái từ này luôn từ đầu tới cuối. Share. Cong lưỡi nhiều hơn nào. Share. Ok, nào bây giờ ta sẽ thử đọc cái này nha. Look. Now, à còn một từ này nữa, now, bây giờ. Bây giờ tôi đã có 10 cái bánh sandwich, 10 cái bánh và 6 chai nước, cho nên hãy chia sẻ với bữa trưa của tớ nào. Now I've got 10 sandwiches. And six drinks. Drinks. Please share my lunch. Please share my lunch. Share. Cầm lưỡi lên. Share. Share. Không phải share. Cong lưỡi vào trong mà. Share. Rồi, phải như vậy mới đúng. My lunch box. Please, no. Có box đâu. Lunch là bữa trưa, còn lunch box là cái đồ đựng bữa trưa của mình mà. Không đọc lung tung kiểu thế nhá. Cô đâu đọc đâu, tự nhiên thêm vào. Nào, lại lần nữa là con tự đọc này. Look. Now I've got 10 sandwiches. Look. Now I've got 10 sandwiches. Chưa đúng. Look. Now I've got 10 sandwiches. Look. Mm.
Look, now I've got 10 sandwiches. Look, now. No, mà. No, mà sao con đọc chữ M? Look, now I got 10 sandwiches. Kéo con số cho đỡ vướng là chữ nào? And six. And six. And six. Drinks. Có sữa? Drinks. Nó là drink hết. Drinks. Drink. Drinks. 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 Please share my lunch. Please share my lunch. Please. 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 Share my lunch. Share my lunch. Share my lunch. Share my lunch. Đọc lưỡi lên. Share my lunch. Share my lunch. Share. 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 Please share. Please share. Please share my lunch. Please share my lunch. Đó, lại tự nhiên đọc sai chỗ này. Please, please. Lại gần xíu nào. Please. Please. Share. Share. Cầm lưỡi như hồi nãy cơ mà. Share. Share. Đúng rồi. Please share. Please share. Please share. Please pass. Again. Please pass. No. Hai chữ này đâu có liên quan đến nhau đâu. Con phải ngừng và con đọc riêng ra chứ. Please share. Yeah. Please. Please. Share. Please. Share. 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 My lunch. My lunch. My lunch. My lunch. Look, now I've got 10 sandwiches and 6 drinks. Now. You, please, Tati. Now and six drink. Wow. Từ đọc lại again. Cô nghe không? Nó bị lag á. Cô nghe không được. Wow. Again, please. Look. Now. I forgot. 10 sandwiches and 6 rings. 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 The âm the nữa. Lại lúc thì bắt ở giữa, lúc thì bắt ở đầu. Rings. Phải lượm về cho đủ nha. Please share my lunch. Please share my lunch. Chưa đúng. Please share my lunch. Share my lunch. Con ngừng ở đây đi. Con không cần đọc liền. Con đọc liền sao nó sai không à? Please. Yeah. Please. Share my lunch. Share my lunch. Thì khi con đọc con cũng ngừng như vậy cho cô. Please share my lunch. Please share my lunch. Chưa được. Please share my lunch. Please. Hiểu không cô ấy?
Again, please. Lại. Đúng rồi, please. Please. Tiếp tục. Say my lần. Âm lưỡi hơn chút nữa. Say my lần. Thiếu âm cuối của chữ lunch. Say my lần. Lens đâu không là sáng tạo thế. Share my lunch. Share my lunch. Ừ đúng rồi. Please share my lunch. Please share my lunch. Please share my lunch. Please. Share my lunch. Thế nha, con đọc nhanh hơn hồi nãy rồi đó. Bạn đỡ bị nhầm hơn nào. Ok, lại từ đầu nha. Look. Now. Chữ now đọc bình thường thôi. Không phải con lưỡi, không phải thế. Now. Now. I've got 10 sandwiches and 6 drinks. And 6. Drinks. 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 Please share my lunch. Share my lunch. Please share my lunch. Share my lunch. Please share my lunch. Please share my lunch. Please share my lunch. Please. Share my lunch. Good. Rồi, tự đọc. Look. Now. Nào, ngừng đó. Những cái rỗ cô gạch. Gạch chéo có thể kiểu ngừng tiếng một lúc. Một lát thôi nhé. Một lúc á. Một lát cô nhầm, một xíu. Nghĩa là con được phép ngắt nghỉ hơi ở đấy. Là cô dừng một xíu rồi cô lại uống nước. Rồi, lại giải thích. Look, now, I've got 10 sandwiches and 6 drinks. Please share my lunch. Khi cô đọc thì con không đọc. Khi con đọc thì cô không đọc. Chứ sao cứ lúc cô đọc và con lại đọc chèn vào là sao? Thế là ai nghe ai? Đúng không? Lại nào, again. Look, now, I've got 10 sandwiches and 6. And 6. And 6. Ring. Ring. Lại chữ âm gì? Lại. Cũng tên gì mà? Sandwiches. Hồi nãy đọc sai là 10 sandwiches chứ mà là 10 nha. 10 sandwiches. Trời ơi trời ơi. Sau khi nào con cũng mình con bật cười đây này. Đừng làm cô bật cười nữa. Lại là again khóc tao hết. Cô cười nhưng mà cô không trừ điểm đâu. Cô cười mà con đừng có tránh nước mắt là được. Thì đừng có đọc mắt cười quá. Now, look. Now I've got 10 sandwiches and 6 drinks. Look. Now. I've got 10 sandwiches. Tại sao ông chị? Nào đọc đàng hoàng chứ không hết giờ rồi này. Cứ xong đấy. Look. Now. Ngồi thẳng lên. Đâu rồi? Mặt đâu rồi? Look. Mặt đây. Ok. We got 10 sandwiches. Sandwiches. Six. Sandwiches. Sandwiches. And
and six drinks. Drinks. Please share my lunch. Please share my lunch. Share my lunch. Share my lunch. Okay, rồi. Thì cô đã chụp màn hình cái này và con sẽ về nhà tự luyện đọc lại thêm nha. Và quay video lại cái phần đọc này cho cô này. Mình sẽ quay video lại nhé. 4 bức tranh. Ok. Và lúc này thì chúng ta sẽ học qua cái phần để thể hiện là có cái gì hoặc không có cái gì. Ngày hôm sau mình sẽ làm bài tập của phần này. Thì con nhìn đây, ở chúng ta có cái từ have got. Cô viết tắt I have got thành I've got. I've got. Thấy chưa? I've got. Sẽ bằng với two cheese. Good, đúng rồi. I've got two sandwiches là tôi có hai ổ bánh mì. Vậy tiếp theo, nhưng mà bạn tiếp theo là quên lunch. I've got. My lunch box. Ai nè bông, con đọc sai rồi. Con nhìn xem hai cái này nó khác nhau mà. I've got, còn bên này là I haven't got. I haven't got. My lunch box. Đúng rồi, haven't là có hay là không có? Nhìn xem có không? Không. Bạn này có thì bạn nói là I have got, I've got. Bạn này có thì mới trả lời, thì nó mới nói là I've got. Còn ở đây không có thì phải dùng là haven't got. Ok, về nhà cũng đọc cái phần này nè. Ngày hôm sau mình sẽ được làm bài tập nha. Yeah, bài tập. Ok. Thì cái bài tập... Cô mai cho chơi chứ. Khi nào con học, cô cho con chơi chơi tiếp được không? Ngày hôm sau làm bài tập rồi chơi. Bây giờ cô có một lớp khác nữa rồi, nên cô sẽ tạm biệt con nha. Yeah. Goodbye. Goodbye, Miss Hiền. Goodbye. Good night, Anh Thư. Nhớ học bài Anh Thư nhá. Yeah.